Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Bốn Bánh Auto. Và hôm nay là một ngày mà miền Bắc đang mưa rất là nhiều. Thì em sẽ làm một video giới thiệu cho các bác về một chiếc xe Vios bản G xịn tư nhân chính chủ, biển Hà Nội một chủ từ đầu, đời 2007. Đây, để con xe đây, rất là đẹp. Ở cái đời này thì bắt đầu từ cuối 2007 nó bắt đầu nó lên form mới. Con này nó là đầu 2007, nó vẫn là phong cũ, phong của 2006. Đây là chiếc xe Vios 2007 biển Hà Nội 30H54544. Đó là một chiếc xe nhìn rất là bóng bẩy và đẹp, nó đang đúc bản đủ tư nhân một chủ từ đầu. Đó, form dáng cũng rất là đẹp luôn. Đó, anh em có rất nhiều xe. Hôm nay nhà bán được 6 con và những con này là giảm hết rồi. Và đây là mới về một con Vios G 2018. Còn người ta lợ ngân hàng người ta giải chấp nên là em nhập lại. Chiều nay sẽ đi làm thủ tục giúp ngân hàng. Thì đây là con này là nó giá là 575 triệu và số tự động. Có màn hình loa rồi âm thanh đầy đủ, chung là con này full đồ luôn. Biển 20 đi được 2 vạn. Đó, con xe này em sẽ làm một video riêng để đánh giá con xe này. Màu vàng cát các bác nhé. Đó, một xe rất là đẹp. Con này là khách lấy rồi, nhiều va còn. Quay lại với chiếc Vios 2007, đây là tổng thành của xe này. Các bác có thể thấy phần sơn này, phần form dáng nhìn rất là đẹp luôn. Đó, la răng này. Và sau đây là em sẽ đi vào phần nội thất, chi tiết phần nội thất. Đó, đây nội thất này, nó đây vô lăng đây. Đây là phần tăng lên cánh cửa này, nó còn phần lỉ nguyên bản cánh cửa đây, nhìn có đang nhìn thấy rất là mới vì người ta một chủ từ đầu biển Hà Nội nhưng người ta cũng đi cứ khá là giữ gìn và còn rất là đẹp. Đó, phần rất là sần nhưng mà người ta đi rất là ít. Bắt đầu đi vào phần vô lăng củ số, vô lăng đây. Vô lăng đây là con vô lăng của con 2007. Cuối đời 2007 nó lên form mới thì nó form nó khác một chút. Con này là đầu 2007 nhưng nó vẫn là form cũ. Đó. Đây là phần chi tiết bên trong. Đó, hết kêu. Phần đời này thì nó chưa có bóng khí. Đó. Phần màn hình đây. Màn hình đầy đủ. Xe này vẫn là phong cũ này. Màn hình tắp lô đây. Đó, màn hình. Con xe này thì em phong dáng con này thì em đã làm rất là nhiều rồi. Nhưng mà con 2007 này thì hôm nay em mới lên video cho các bác tham khảo. Để các bác có thể có nhu cầu thì có thể alo trực tiếp qua số điện thoại 0978 807 888 hoặc 0971 076 888. Thì sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp cho các bác tất cả các loại xe. Thì các bác có nhu cầu thì xe cũ, mua xe cũ thì cứ alo trực tiếp cho em. Đó, đây là phần của con chiếc xe Vios 2007. Đây là phần trần của nó này. Phần gương trần lỉ nhá, trần lỉ nguyên bản theo xe. Cái xe này có đánh giá rất là đẹp, giá chỉ hơn 200 triệu thôi, khoảng 250 triệu, biển Hà Nội, một chiếc xe 2007 khá là chất. Đó, gương gen tra 209 có linh. Tiếp theo là phần thân, đó, phần trần này. Ghế này, ghế da bọc lại rất là mới. Trần là trần lỉ. Đó, đèn trần đây.
các chi tiết còn rất là nguyên bản, lì cánh cửa, bốn cánh cửa còn nguyên bản nhá, khóa rất là mới này. Đó. Phần sơn này, các bạn thấy sơn zin rất là nhiều. Con xe này em đã dọn rất là kỹ, là chỉ việc đi thôi. Cánh cửa đấy, phần keo chỉ cánh cửa. Đây là một con Vios Hà Nội 207, 252 triệu, ba rút hồ sơ. Đó, form không khác mấy một con 208, na răng là na răng đúc, na răng gần giống na răng của con 208. Đó. Đây là phần gầm của nó này, hơi tối một chút nhưng phần gầm tôi đánh giá rất là đẹp, rất là sáng, không han gì, mục mòn gì cả. Đó. Nó đi rất là ít thôi. Nổ máy đây, xe ngon. Đó, đây là một video tôi giới thiệu con Vios 207. Đời 207 màu bạc, 252 triệu. Còn đây là một con Vios đời 206 nhá. Hai con này nó gần giống nhau, khác mỗi màu thôi. Con này là biển 18. Con này 200 cũng 200 45 triệu, con này là 207 là 2207, con này đang có giá là 252 triệu, con này là 245 triệu, hai con gần liền nhau. Đó. Các bác có thể tham khảo. Khóa cửa rồi. Con này đã được độ xiên gương. Xiên gương đây. Này chưa có. Thì đây là một video tôi giới thiệu hai con Vios. Thì các bác nào có nhu cầu tham khảo có thể alo trực tiếp qua số điện thoại 0978 807 888, 0971 076 888 và một số nữa trên màn hình. Thì bác nào có nhu cầu alo trực tiếp qua em sẽ có người tư vấn trực tiếp cho các bác. Và chúc các bác một buổi chiều vui vẻ. Tạm biệt các bác và hẹn các bác ở các video clip tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.